Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vương Đình Mai là ai. Ngày 11 tháng 5, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo.d biết sau khi Thời báo.d đưa tin về những việc làm sai trái của Bí thư Thái Thanh Quý và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung, thì cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm thời cấm xuất cảnh Chủ tịch Nguyễn Đức Trung để phục vụ điều tra và cơ quan có thẩm quyền bắt đầu tiến hành phụng công thủ pháp đối với Bí thư Thái Thanh Quý. Trong thời gian dài làm lãnh đạo tại Nghệ An, Quý và Trung luôn có não trạng, ỷ thế người đứng đầu nhằm cả vú lấp miệng em, điều hành độc đoán, áp đặt cái dốt của mình lên tập thể. Khi va chạm thì sợ trách nhiệm, trong quản lý công thì buông lỏng, gây ra nhiều sai phạm trầm trọng, rồi dùng tiền để bịt kín lỗ châu mai. Hình ảnh Bí thư Thái Thanh Quý bên trái và Chủ tịch Nguyễn Đức Trung của Nghệ An. Thực tế cho thấy Quý và Trung lạm dụng quyền lực, coi quyền lực được đảng giao là miếng bánh để đục khoét, vơ vét tiền bạc của nhân dân, chèn ép cấp dưới, coi khinh chuyên viên, chế nhạo tham mưu, vứt bỏ cố vấn, cấu kết với các đối tượng xấu tạo thành một phe cánh. Cụ thể là cấu kết với Vương Đình Mai, em trai của Vương Đình Huệ. Mai xí phần vào bất cứ dự án lớn nhỏ nào ở Nghệ An, được Quý và Trung cung cúc phục tùng. Vương Đình Mai sử dụng quân xanh quân đỏ để chiếm đoạt các gói thầu dự án từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, lấy các mảnh đất vàng trên các đại lộ đắc địa, cướp các khu sinh thái để xây villa, biệt thự nghìn tỷ chia nhau bán kiếm lời, hợp tác với các ngân hàng đóng trên địa bàn nhằm chiếm hữu tài sản bị phát mại thu hồi nợ xấu với giá rẻ mạt, tán tận lương tâm hơn, đứng sau cơ quan tư pháp để thao túng tài sản dân sự, buộc phải thu hồi từ những người dân yếu thế với giá cưỡng bức. Thí dụ như chiếm đoạt các đảo nổi hay còn gọi là đảo xanh trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để làm khu nghỉ dưỡng ăn chơi trác táng. Hình ảnh Vương Đình Huệ hết thời. Nhiều ngày qua, người dân xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc không thấy ông Huệ ra khỏi nhà. Từ ngày bị đồng đảng đo ván nổ đom đóm, ông về ở ẩn tại nơi mình sinh ra với mẹ già. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới được tận hưởng cảm giác yên ắng trong tâm hồn sau bao năm tháng bị tha hóa vì quyền lợi, quyền lực. Nhất là khi cửa nhà không còn cảnh dập dìu khách khứa đến xum xoe. Những Thái Thanh Quý với vẻ khúm núm bẩm sinh đầy tôi tớ, bạc nhược nhưng khó phớt lờ. Những Nguyễn Đức Trung nhăn nhở khổ sở, những Hoàng Nghĩa Hiếu, Hoàng Quốc Việt rụt rè cung cúc thành kính. Mới tròn một năm trước, Hiếu còn nhắn tin, thầy ạ, hôm nay sinh nhật em có chút quà biếu thầy. Lắm khi phần thiện tri thức nổi dậy, Huệ cảm thấy tởm lợm, cô độc và nhớ người vợ đã ly thân từ lâu. Giờ bọn sợ quyền không những không đến, còn lánh mặt thấy rõ, chỉ còn mấy họ hàng bạn bè sợ tiền mà đến, may ra có chút chấm mút khi chủ nhân đang suy sụp. Còn lại hầu hết đều để tận mắt chứng kiến Huệ tàn héo, để có cảm giác sung sướng là mình may mắn hơn. Đến cả thằng cu Hiếu cảnh vệ còn trở mặt thấy rõ. Nhưng đa số họ không được thỏa mãn, Huệ hầu như không tiếp ai. Đúng là khi hoạn nạn chỉ có gia đình, Vương Đình Mai, em trai Huệ, ngày nào cũng đến thăm anh, hai anh em im lặng hàng giờ liền. Hình ảnh phải chăng cái tượng đài này đang ám xứ Nghệ? Người đàn ông nổi tiếng với cái tên Mai Huệ, chuyên phân phối các dự án lớn nhỏ ở Nghệ An, nhưng lại rất kín kẽ không để lại thông tin dấu vết, nhất là kể từ khi anh trai nhận chức phó thủ tướng. Vợ chồng Mai Huệ không đứng tên một công ty nào, bản năng của loài sói, không dự án nào mà không có dấu răng của Mai Huệ. Lãnh đạo từ tỉnh xuống huyện sợ Mai, răm rắp tuân thủ. Vợ Mai là bà chủ đứng sau, vận hành chi nhánh Vietlott Nghệ An. Cần nói thêm một chút, trước đây phân phối dự án do Đức Còi, đệ tử của Bộ trưởng Hồ Đức Phớt và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Giám đốc Công an Nghệ An cầm chịch. Này chỉ còn lại là đại lý cấp 2, nên Đức Còi rất căm, con người nhỏ thó với đôi mắt rắn lạnh lẽo, nụ cười thâm hiểm ấy, tham gia vào nhiều dự án từ Bắc chí Nam, trong đó có trung tâm đăng kiểm và dĩ nhiên là thoát nạn. Đức Còi chịu trách nhiệm xây dựng ngôi nhà to hơn trụ sở nhà nước của Phớt, ngay gần nhà hắn ở số 9 Yên Vĩnh thuộc khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố Vinh. Sẽ nói về Phớt từ ngày còn ở thị xã Cửa Lò, với những Nguyễn Hải tài chính và công ty sân sau do em Hải vận hành, ông Thịnh Gỗ huyền thoại. Trở về với Mai Huệ, lần đầu tiên ông ta thấy anh mình đã già, mình đang già và hết thời. Quyền lực, sức ảnh hưởng mất sạch chỉ sau một đêm. Ông ta đau xót nghĩ đến vẻ mặt hân hoan không cần giấu giếm của Đức Còi. Rút dây động rừng,
anh trai ông bị Hạ làm rúng động bao kẻ từ cấp tỉnh đến cấp xã mà ông từng ủn lên. Trong đó có những thằng nhóc mới chỉ ngon lành chưa đầy một năm như cậu An, bí thư huyện Con Cuông, Nghệ An, hai thầy trò Thông, bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Và An phải kiên trì và tốn kém một mớ cho Mai, Huệ, Quý mới được đi cơ sở, xem ra đã hết cơ hội thu hồi vốn. Ôi tỉnh nghèo Nghệ An, quê hương Bác Hồ, Nghệ An có bắt cho hết thì vẫn là Nghệ An. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Vương Đình Mai là ai? Ý đồ lập dữ liệu Việt Kiều chỉ là chuyện khôi hài. Ngày 10 tháng 5, AFA Tiếng Việt có bài Dữ liệu Kiều Bào, ý đồ và khả năng thực hiện. AFA dẫn nhận định của ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hôm 8 tháng 5, nói rằng tiềm lực của người Việt ở nước ngoài rất lớn nên cần xây dựng cơ sở dữ liệu của doanh nhân trí thức Kiều Bào thì sẽ phát huy tốt nhất các đóng góp của đội ngũ này đối với sự phát triển của đất nước. AFA dẫn lời bà Nguyễn Thúy Hồng, Phó Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ, đề xuất với các cơ quan liên quan cần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chấp nhận xử lý phản hồi, vận dụng các sáng kiến của chuyên gia trí thức doanh nhân ở nước ngoài. Hình ảnh bài trên AFA. Ông Hoàng Ngọc Diêu, hiện ở Úc, nhận định với AFA rằng đây là trò mở rộng của nghị quyết 36 thôi chứ không có cái gì mới mẻ hết. Cũng là trò tìm mọi cách để thu hút chất xám và thu hút đô la từ nước ngoài về mà thôi, chứ không phải là họ thật lòng. Đóng góp có nghĩa là phải có xây dựng, phải có sự phê bình và bên kia phải có sự thay đổi thì mới gọi là đóng góp. Đằng này, ai phê bình, đóng góp mà đụng chạm tới chính quyền là họ bắt, họ nhốt thì làm sao có chuyện, nhân tài trí thức từ nước ngoài về. AFA cho biết nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được Bộ Chính trị đưa ra năm 2004. AFA dẫn tiếp lời bà Phương Diên hiện đang ở Úc thì cho rằng sự quan liêu, tham nhũng và chính sách không rõ ràng thay đổi liên tục làm cho người Việt ở nước ngoài ngại. Chừng nào có sự công bằng, bình đẳng trong xã hội thì chúng tôi mới trở về xây dựng đất nước. Cái đảng này họ chỉ muốn quyền lợi cho họ thôi, họ muốn thêm quyền lực trong tay. Họ không xây dựng đất nước đâu, họ chỉ xây dựng đảng của họ thôi. Bà Diên nhắc lại một tấm gương của người đi trước, đó là ông Trịnh Vĩnh Bình, 1 triệu phú ở Hà Lan, đã đem hơn 3 triệu đô la Mỹ về Việt Nam làm ăn vào cuối năm 1987. Đến năm 1999, ông bị tịch thu tài sản và lãnh án 11 năm tù. Ông đã bị tạm giữ 18 tháng và trong khi được tại ngoại, ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam. Hình ảnh doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình trước tòa án quốc tế năm 2017. Ông Trần Ngọc Tuấn ở Cộng hòa Séc nêu quan điểm với AFA. Tôi cho từ xây dựng trong ngoặc kép, bởi không loại trừ yếu tố an ninh, nghĩa là họ lấy thông tin để dễ bề kiểm soát những người có tư tưởng không đúng với tư tưởng của họ. Những người này về đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Tuấn, trở ngại lớn nhất với người Việt ở nước ngoài là khi trở về Việt Nam làm ăn, thủ tục kinh doanh không lành mạnh như nạn phong bì, bôi trơn. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy thì nêu quan điểm với AFA. Khi làm một cơ sở dữ liệu về kiều bào, chính quyền không nghĩ hoặc không đặt mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ kiều bào để giúp họ phát triển bản thân và gia đình trước, mà lại đặt mục tiêu thẳng luôn là tập hợp họ lại để nhờ họ giúp phát triển, hỗ trợ khi cần. Chính vì cái tư duy như vậy cho nên thái độ và hành động của chính quyền đối với kiều bào qua bao nhiêu năm vẫn không thể thay đổi. Kiều bào mà cần sự giúp đỡ thì liên lạc với đại sứ quán ở nước ngoài rất khó. Muốn nhận được sự giúp đỡ của kiều bào, chính quyền cần thay đổi cách đối xử với nhân dân trước, phải khoan dung với các tiếng nói khác biệt, phải tôn trọng những quyền cơ bản của người dân và phải cải cách để diễn ra một cuộc bầu cử tự do để tạo tính chính danh cho chính quyền. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, khi một chính quyền có tính chính danh, được dân bầu chọn công khai, có tính khoan dung và mở lòng đối với các ý kiến dù khác biệt, thì người dân ở mọi miền trên khắp quốc gia và trên thế giới sẽ tìm cách để giúp đỡ quốc gia mà không cần phải kêu gọi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Ý đồ lập dữ liệu Việt Kiều chỉ là chuyện khôi hài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.